Xin các bạn đã tới với kênh YouTube của Alpha Computer. Trên thị trường hiện giờ có rất nhiều mẫu laptop dành cho các game thủ. Với những bạn đang là sinh viên muốn chọn cho mình một mẫu laptop khỏe mà giá lại phải rẻ thì quả thực là một điều rất là khó. Vì thế hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn mẫu laptop gaming đến từ Lenovo, tên mã IdeaPad L340. Có lẽ đây là một trong những mẫu laptop gaming giá rẻ nhất rồi, với cấu hình CPU Core i5 9300H và card đồ họa rời GTX 1050 3GB. Mình có thể chơi tốt tất cả các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, CS:GO, PUBG. Và với PUBG thì mình để setting xuống mức thấp nhất để có thể chơi mượt mà. Với mẫu laptop này được trang bị 8GB RAM. 8GB RAM mình thấy là khá đủ cho các nhu cầu chơi game và làm việc thông thường như ở trường hay làm việc văn phòng. Thêm vào đó được trang bị một ổ SSD 512GB giúp cho việc mở máy hay mở ứng dụng đều rất nhanh và thuận tiện. Mặc dù viền máy xung quanh không được mỏng và sexy như xu hướng, nhưng do được trang bị tấm nền IPS nên góc nhìn rất tốt. Có một điểm trừ là màn hình hơi tối một chút. Với bàn phím thì cho mình cảm giác bấm trung bình, gõ văn bản hay chơi game cũng không gặp vấn đề gì. Trackpad cho cảm giác không sướng lắm, kiểu như cho có thôi. Và với nhiều điểm cộng như vậy thì đương nhiên máy sẽ có những điểm chưa tốt. Đầu tiên là máy được làm hoàn toàn từ nhựa, rất bám vân tay. Mặc dù không tới nỗi ọp ẹp nhưng mình thấy ở một vài chỗ cho hiện tượng ấn phím bị lún. Cổng kết nối tập trung hết sang bên trái, với một cổng mạng LAN, một cổng HDMI, hai cổng USB-A và một cổng C và một jack audio combo. Số cổng kết nối này theo mình chỉ ở mức tạm đủ dùng chứ không nhiều, nhưng mà việc bố trí hết sang bên trái sẽ giúp cho việc sử dụng chuột đỡ vướng hơn. Các bạn có thích mẫu laptop gaming giá rẻ đến từ Lenovo không? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ các video chúng mình tung ra trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.